xin mời. Người chơi đầu tiên là Trần Lê Ngọc Thiệp, 25 tuổi, đến từ Lạng Sơn. Công việc hiện tại là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Lý do tham gia chương trình là để trả thù cho anh trai đoạt ngôi vua tiếng Việt. Mùa 1 anh trai đi thi nhưng mà chỉ được giải nhì mà thôi. Mùa 2 sẽ đến lượt tôi, Ngọc Thiệp thấy thắng lên ngồi ngai vua. Nhưng mà lỡ có bị thua thì thôi ạ. Hôm nay lên để phục thù cho anh hả? Dạ. Ngọc Thiệp sao lại phải giật mình? Em run sợ. Bảo lên đây báo thù cho anh mà vừa đèn vừa chiếu đến mình. Ôi trời ơi. Bao nhiêu câu? Thì em cố gắng được 5 câu ạ. 5 câu. Không, 5 câu là vượt qua em rồi. Ừ. Thì anh bảo không gì mà anh quá mà. Nói thế thì chắc là đã làm được. Cứ thử sức đi. Now 90 giây bắt đầu. Ghép từ SMANHEB. Sâm banh, sâm banh ạ. Sâm banh, đáp án chính xác. Đây là gì? Phụng phịu. Phụng phịu, đáp án chính xác. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu chẳng mấy khi các cụ có lòng chiếu cố đến chơi nhà chúng cháu? Một ạ. Chưa chính xác. Hai ạ. Hai, nó là từ nào? Chiếu và chúng ạ. Chiếu và chúng, đáp án chính xác. Hãy viết lại cho đúng từ sau. Quính quáng. Đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Hoàn thiện cụm từ sau. Bở hơi tai ạ. Đáp án đúng. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau ạ. Đáp án hoàn toàn chính xác. Mời bạn tiếp tục nào. Mãng cầu là quả na trong Sài Gòn ạ. Là na, đáp án chính xác là na. Dưa hấu ạ. Gì ạ? Dưa hấu ạ. Đáp án đúng. Cố gắng lên nào. Hồng Phúc ạ. Hồng Phúc, hoàn toàn chính xác. Trang Hoàng hay là Trang Hoàng? Một ạ. Một, đáp án đúng. Ra giảm hay là ra giảm? Hai ạ. Hai, đáp án đúng. Cùi dừa kéo kẹt bánh đa. Cái dĩa thịt gà kéo kẹt .. Bỏ qua ạ. Bỏ qua, đó là lá chanh. Câu 13, hãy tìm một danh từ có vần ôm. Tôm. À, nhầm sang tìm từ đồng nghĩa ôm ạ. Loạn quá. Tìm một danh từ mà lại tìm từ đồng nghĩa. Bị loạn quá không nhớ ạ. Chàng trai đến từ Lạng Sơn, Ngọc Thiệp đã xong 90 giây của mình. Và bạn đang có 11 điểm, xin chúc mừng. Chúng ta cùng chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Đó chính là bạn Minh Hằng. Bạn Minh Hằng. Dạ. Chuyên môn gồm có toán, văn, ngoại ngữ. Tất cả các môn đúng không? Dạ. Thưa quý vị, 90 giây bắt đầu. Số cô không giàu thì nghèo ngày 30 Tết. Thịt treo trong nhà. Câu này dễ, chúc mừng bạn. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Thịt kho tàu, món ngon, khó chối từ và dường như nó đã trở thành một phần văn hóa ẩm thực của người Nam Bộ. Khi đi hai so ạ. Sánh với các... Mấy? Hai ạ. Đáp án chính xác. Nhâm nhi có nghĩa là gì? Là một hành động mình uống nước một cách rất là từ từ và từng chút một ạ. Và trong khi uống thì còn có sự thưởng thức nữa ạ. Đáp án chính xác. Câu tiếp theo, sắp xếp từ. Chầu... bỏ qua. Cà chua. Tiếp theo. Bé bét. Bé bét, đáp án đúng. Mời bạn hoàn thiện cụm từ sau. Bỏ qua. Đó là chén chú, chén anh. Tiếp theo. Một ạ. Xào nấu, đáp án chính một xác ạ. Su hào một hay ạ. Su hào? Một ạ. Một, đáp án đúng. Tìm một động từ có vần động từ. Túm ạ. Túm, đáp án chính xác. Chẳng được miếng thịt, miếng xôi cũng được lời nói cho tôi. Vừa lòng ạ. Chưa chính xác. Bỏ qua. Bằng lòng. Đây là gì? Câu này dễ. Béo múp. Đáp án đúng. Rau má. Hết giờ.
Bạn thấy phần này dễ hay khó, Hoàn Hằng? Em nghĩ là có vừa sức với mình ạ. Bạn đang có 8 điểm, xin chúc mừng. Tiếp theo sẽ đến phần thi của bạn Hồng Dân. Thưa quý vị, một người 4, một người 8, một người 11. Và bây giờ 90 giây của bạn bắt đầu. Trau chuốt hay là trau chuốt? Hai ạ. Thứ hai, đáp án đúng. Tráng miệng hay tráng miệng? Hai ạ. Câu thứ hai chính xác. Sắp xếp từ. Cỗ bàn rất là linh đình. Linh đình, đáp án đúng. Mời bạn tiếp theo. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Ngày Tết là món cuốn bún tôm không thể bọc rau xà một lách ạ. Mấy? Một ạ. Chưa chính xác. Bỏ qua. Nó là hai. Tiếp theo, hãy xôi ngũ sắc từ. Xôi ngũ sắc, đáp án đúng. Trước mặt mà bắt hình dong con lợn có béo, cỗ lòng mới ngon. Đáp án hoàn toàn chính xác. Đi đâu, mặc kệ đi đâu, đến ngày giỗ Tết phải mau mà về. Mà về, đáp án không sai được. Gì đây? Sốt dẻo. Sốt dẻo. Sốt dẻo, đáp án đúng. Tê giác. Không phải tê giác. Cá chê. Cá chê, đáp án chính xác. Còn đây, sắp xếp từ N-H-A-I dài C-H-I-T. Bỏ qua. Nó là chay tịnh. Tìm một tính từ có vần inh. Lung linh. Được, chúc mừng bạn. Hãy viết lại cho đúng từ nghi ngút. Đáp án chính xác. Câu cuối cùng, dưa leo là quả gì? Dưa leo là quả dưa chuột. Đáp án chính xác. Hết câu hỏi. Bạn Hồng Dân có được 11 điểm. Xin chúc mừng. Tôi phải hỏi thêm bạn Salim Hamad một chút. Dạ. Ở đây tôi đọc thấy bạn là đại sứ hữu nghị và hòa bình của thành phố Hà Nội. Dạ vâng ạ. Công việc của đại sứ hữu nghị và hòa bình của thành phố Hà Nội này sẽ phải làm những gì? Thứ nhất, bảo vệ hình ảnh của thành phố Hà Nội. Thứ hai, đó là làm cầu nối giữa Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung và các nước ngoài. À, vâng. Rồi. Em đã không cần cái danh hiệu đó để làm được những cái thứ mà em đang làm. À. Nó chỉ thêm cho em một cái động lực, một cái trách nhiệm để em tiếp tục làm những gì em đang làm thôi. Đấy, bởi vì bản thân em đã học được tiếng Việt và sử dụng được chữ tiếng Việt của em để làm cầu nối văn hóa giữa đất nước của em và Việt Nam. Và dịch những cái thứ mà người Việt có khi lại không thể nào mà đọc được nếu như mà nó bằng tiếng Ả Rập sang tiếng Việt. Đúng. Và ngược lại dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập. Giới thiệu hình ảnh của Việt Nam đối với dân tộc của em và ngược lại. Đấy. Và em nghĩ là em cũng đã làm được một phần không nhỏ. Cảm ơn bạn. Hãy là chính mình, hãy là người Việt Nam, chứ đừng có mà mất gốc. Vì nhiều bạn cũng đi học bên nước ngoài là đi làm việc xong lại họ quay lại xong là tự vỗ ngực mình không còn là người Việt nữa. Tôi là người Đức, tôi là người Mỹ thì tự hào gì, dân tộc Việt Nam đã để lại những cái thành tựu rất to lớn trong cái lịch sử và đến giờ vẫn tiếp tục. Cho nên Việt Nam là một nước đáng để tự hào. Quá hay. Và em nghĩ là người Việt Nam nên tiếp tục làm như vậy. Vâng, xin cảm ơn Salim rất nhiều. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn em đã cảm nhận tốt đẹp và có những tình cảm tuyệt vời đối với Việt Nam. Cảm ơn em đã đảm nhận trọng trách là đại sứ hòa bình và hữu nghị của thành phố Hà Nội. Tuyệt vời. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn em.